Nhân dịp kỷ niệm 138 năm Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5, sáng nay, đồng chí Đặng Thị Hoa Rây, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Long Xuyên, ông Ngô Công Thức, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang đến thăm động viên đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân tham gia thi công xuyên lễ tại công trình dự án đầu tư xây dựng tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên. Công trường thi công dự án đầu tư xây dựng tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên. Hiện nhà thầu đã duy trì trên 150 cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng với hơn 100 trang thiết bị, máy móc để thi công trải thảm bê tông nhựa nóng gói thầu của dự án. Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và các nhà thầu, công tác thi công tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên hiện đạt hơn 90% khối lượng, 10% còn lại nằm trong phần bê tông nhựa cấp phối đá dầm. Để bảo đảm đạt tiến độ đề ra, theo sự chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền địa phương, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đã yêu cầu các nhà thầu thi công bất kể ngày đêm tăng ca làm việc xuyên lễ. Trực tiếp đến thăm, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây ghi nhận và biểu dương tinh thần làm việc hăng say của các nhà thầu, cán bộ, kỹ sư và công nhân, mặc dù đang là ngày nghỉ lễ và thời tiết nắng nóng. Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Long Xuyên nhấn mạnh, đây là công trình được chính phủ, các bộ ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh An Giang quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện. Do đó, mong muốn chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung nguồn lực, nhân lực, thiết bị, vật tư để nhanh tiến độ thi công theo tinh thần dược nắng thắng mưa của Thủ tướng Chính phủ để hoàn thành dự án đúng kế hoạch đề ra, đồng thời đảm bảo an toàn lao động cho các công nhân trong quá trình thi công. Đón nhận tình cảm, sự quan tâm rất kịp thời của lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải thành phố Long Xuyên, các cán bộ, kỹ sư, công nhân lao động tại các gói thầu bày tỏ sự xúc động khi được nhận lời thăm hỏi ân cần và những món quà đầy ý nghĩa trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Đây là nguồn động viên rất lớn để mỗi cán bộ, kỹ sư, công nhân quyết tâm đẩy nhanh thi công các hạng mục cuối cùng, đảm bảo tiến độ kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng, an toàn. Dự án đầu tư xây dựng tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên đi qua địa phận tỉnh An Giang và thành phố Cần Thơ có tổng chiều dài trên 17,3 km, trong đó xây dựng mới 15,3 km, giai đoạn nâng cấp cải tạo quốc lộ 80 với chiều dài khoảng 2 km. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng, được đầu tư bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB và một phần vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.